Xin kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chuyên mục Giáo dục và Đào tạo của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2020-2021, hoạt động chương trình giáo dục STEAM được ngành giáo dục Lào Cai đưa vào ứng dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non đủ điều kiện giảng dạy. Qua chương trình đã cho thấy chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt, học sinh mạnh dạn, tự tin và hứng thú đi học, thu hút sự quan tâm và đồng tình của các bậc phụ huynh. Năm học 2021-2022, chương trình được áp dụng giảng dạy ở 100% cơ sở giáo dục mầm non trong toàn tỉnh, với mong muốn nâng cao chất lượng giảng dạy, phát huy sáng tạo của giáo viên và học sinh, góp phần phát triển giáo dục toàn diện cho trẻ. Đây cũng chính là chủ đề mà chuyên mục Giáo dục và Đào tạo hôm nay muốn chuyển đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Đây là một hoạt động STEAM ngoài trời của môn tạo hình, lớp mẫu giáo 3 tuổi, trường mầm non thị trấn Bát Sát, huyện Bát Sát. Những bức ảnh của chính gia đình các em được gửi đến sẽ trở thành những sản phẩm sáng tạo, thể hiện sự khéo tay và cách nhìn nghệ thuật qua con mắt của trẻ. Thông qua những giờ học như thế này đã tạo cho trẻ hứng thú học mà chơi, chơi mà học, nhất là lứa tuổi nhỏ, hiếu động hoặc chưa ý thức đầy đủ được mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Qua hoạt động sẽ giúp trẻ tập trung hơn vào môn học, thích đến trường để được vừa học vừa chơi. Còn đây là hoạt động khởi động trong hoạt động giáo dục STEM lớp mẫu giáo 5 tuổi, trường mầm non thị trấn Bát Sát. Trong giờ học, trẻ được tham gia hoạt động phù hợp với lứa tuổi, sôi động và cuốn hút. Với các nguyên vật liệu và dụng cụ được chuẩn bị sẵn là những hình vẽ bông hoa, kéo, chậu nước, trẻ sẽ cắt, gấp để tạo ra những bông hoa biết nở, nổi trên mặt nước theo hướng dẫn của giáo viên. Qua các hoạt động này đã tạo cho trẻ được tham gia trải nghiệm, thể hiện khả năng và sự khéo léo của mình khi làm sản phẩm. Đây cũng chính là việc rèn luyện kỹ năng cho trẻ, giúp trẻ làm quen từ những việc đơn giản ý nghĩa để trẻ không bỡ ngỡ khi lớn lên. Tôi thấy rất vui khi được tham gia hoạt động các sở tiên cùng với các cô và các bạn. Con được làm bông hoa và được làm thiếp mang về tặng mẹ 20 tháng 10. Qua các hoạt động STEAM thì tôi nhận thấy rằng là học sinh rất là hứng thú và các con đã phát huy được cái tính sáng tạo của mình thông qua các hoạt động. Và đúng như là chúng tôi thường hay mong muốn, đó là luôn tạo cho các con những điều mới lạ, thú vị và mang đến cho các con những niềm vui khi các con đến trường. Đúng như là chúng tôi thường nói, mỗi ngày đến trường là một ngày vui ạ. Từ năm học 2020-2021, trường mầm non thị trấn Bát Sát mạnh dạn lựa chọn nội dung tạo chuyển biến ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM vào các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, nhà trường tập trung chỉ đạo kiểm tra hướng dẫn, giám sát đối với các hoạt động. Từ việc chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục nội dung, giáo dục ứng dụng phương pháp STEAM với các dự án cụ thể, gần gũi và thiết thực xuyên suốt các chủ đề giáo dục trong năm học, đến việc tổ chức thực hiện dự án, kết quả thực hiện dự án ở mỗi lớp, tổ khối trong trường. Chuyên môn nhà trường đã chỉ đạo giáo viên tổ chức các hoạt động thường kỳ cho từng tháng theo các dự án nhỏ của các lứa tuổi, thông qua đó giúp các giáo viên và học sinh có sự giao lưu và học tập nhau những ý tưởng mới mẻ, giúp các con nhiều kiến thức thực tế thông qua hình thức học qua chơi. Hiện nhà trường triển khai hoạt động giáo dục STEAM với 10 dự án dài ngắn với các chủ đề khác nhau như làm đèn lồng, hoa đổi màu, hạt gạo nhảy múa, trứng chìm trứng nổi, hoa nở trong nước, tấm thiệp tặng mẹ, robot giúp bác nông dân, điện thoại có dây dẫn âm thanh, thuyền nổi trên mặt nước, cây gia đình. Ngoài ra, trong năm học còn tổ chức ngày hội STEAM đã mang lại một sân chơi vui vẻ, bổ ích và vô cùng thiết thực dành cho các con. Thông qua hoạt động giáo dục với phương pháp STEAM của nhà trường đã giúp cho trẻ một môi trường giáo dục sáng tạo, tích cực, giúp trẻ cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Những hoạt động giáo dục ứng dụng phương pháp STEAM tại trường mầm non Quang Kim, huyện Bát Sát cũng rất sôi nổi tại các góc STEAM ngoài trời. Những vật liệu sử dụng như xốp, tăm bông, giấy, chai nhựa phế thải qua bàn tay của trẻ sẽ trở thành những sản phẩm đẹp mắt như những chiếc thuyền, bè
những bông hoa, tấm thiệp đã cho thấy hiệu quả trong việc phát triển kỹ năng sáng tạo của trẻ mẫu giáo nơi đây. Các em nhỏ được tham gia trải nghiệm, nhận biết, sử dụng vật liệu, sáng tạo ra sản phẩm theo trí tưởng tượng phong phú của các em. Cùng với đó là sự hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, hiểu biết của giáo viên. Lấy trẻ làm trung tâm, thu hút trẻ vào môn học, tạo không khí vui tươi, học mà chơi. Đến lớp trẻ được tham gia cái hoạt động STEAM này thì đa số trẻ rất là hứng thú, bởi vì là bản thân trẻ đã làm được một cái sản phẩm mà tự tay mình làm nên thì là trẻ rất là vui và về nhà cũng khoe với bố mẹ. Còn đối với bản thân cô giáo thì nhờ những cái hoạt động STEAM này thì các cô cũng tích cực hơn và dạy trẻ theo cái hướng lấy trẻ làm trung tâm, và phụ huynh thì cũng rất là ủng hộ cô giáo trong những cái việc mà ủng hộ cái nguyên vật liệu để cho trẻ hoạt động cái STEAM này ạ. Phương pháp giáo dục STEAM còn khá mới mẻ, song qua một thời gian triển khai đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các bậc phụ huynh con em trường mầm non Quang Kim, huyện Bát Sát. Giáo viên nhà trường luôn có sự phối hợp trao đổi thường xuyên với phụ huynh, chia sẻ về phương pháp STEAM. Qua đó, các bậc phụ huynh là nhân tố tích cực trong việc hỗ trợ giáo viên đóng góp nguyên vật liệu có sẵn ở địa phương để phục vụ cho giảng dạy các môn học ứng dụng phương pháp STEAM. Thông qua cái hoạt động STEAM này thì tôi thấy là các cháu rất là mạnh dạn, tự tin và sáng tạo. Chúng tôi có kết hợp với cô giáo để tìm ra những cái nguyên vật liệu để giúp các cháu tạo ra những cái sản phẩm. Và chúng tôi mong muốn rằng là cái hoạt động STEAM này sẽ được duy trì giúp các cháu được phát triển. Đối với học sinh thì chúng tôi thấy rằng các con rất là tự tin, mạnh dạn, sáng tạo và rất hứng thú tham gia cái hoạt động học này, và chất lượng của các con ngày càng được nâng cao. Đối với giáo viên của chúng tôi thì giáo viên cũng linh hoạt, sáng tạo, đổi mới được cái phương pháp dạy học, và đặc biệt hơn nữa là đối với dự án STEAM này thì phụ huynh là một cái đối tượng tham gia hỗ trợ đắc lực nhất với các con cùng với các cô trong cái việc sưu tầm nguyên vật liệu cũng như hỗ trợ trong công tác giảng dạy. Thì qua đây tôi thấy là việc đưa giáo dục STEAM vào trong trường mầm non thì sẽ là một cái chương trình có cái chiều hướng phát triển bền vững. STEAM là mô hình giáo dục hiện đại và toàn diện, bao gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học. STEAM ra đời sau STEM, nhưng đầy đủ hơn vì có yếu tố nghệ thuật. Chính vì lẽ đó, việc áp dụng phương pháp STEAM vào giáo dục ở bậc học mầm non sẽ cho các em nhỏ được trải nghiệm, khám phá đầy đủ hơn thông qua các môn học dựa vào phương pháp này. Theo đúng chương trình hoạt động STEAM, thì các chương trình áp dụng phương pháp STEAM cần phải có phòng học riêng được trang bị đồ dùng vật liệu theo tiêu chuẩn. Tuy nhiên, năm học 2021-2022 này, ngành giáo dục và đào tạo Lào Cai triển khai ở 100% cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn với cách vận dụng sáng tạo theo điều kiện sẵn có của mỗi trường, mỗi địa phương để trẻ được tham gia hoạt động STEAM phù hợp với môi trường học tập và sinh sống của trẻ. Điều đặc biệt thông qua việc giáo dục ứng dụng phương pháp STEAM với thời gian chưa lâu, chương trình đã cho thấy sự khả quan khi chất lượng giáo dục trẻ được nâng lên, các bậc phụ huynh yên tâm và đồng tình ủng hộ để chương trình được triển khai rộng rãi, mang lại lợi ích tích cực cho lứa tuổi mầm non. Với phương pháp này thì chúng ta có thể vận dụng được ở tất cả các vùng miền của Lào Cai. Với vùng thành phố, thị trấn phát triển thì chúng ta thực hiện được cơ bản một phần lớn cái phương pháp này. Còn với những cái vùng mà khó khăn thì chúng ta vận dụng và đưa vào những các cái nội dung, những các cái phương pháp và những cái hình thức mà nó mình lấy từ cái phương pháp đó ra để ứng dụng cho nó phù hợp với cái địa bàn đấy, chứ không áp dụng được hẳn 100% cái phương pháp của cái giáo dục này. Như vậy, với công tác giáo dục mầm non thông qua phương pháp STEAM theo đúng nghĩa, cần phải có sự đầu tư cơ sở vật chất một cách bài bản để đáp ứng mặt bằng chung giáo dục giữa các vùng miền. Tuy nhiên, trong điều kiện giáo dục ở Lào Cai còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, địa hình, nhận thức của con em đồng bào các dân tộc. Do vậy, việc vận dụng giáo dục, ứng dụng phương pháp STEAM cũng cần phải phù hợp với điều kiện ở mỗi nơi, đảm bảo trẻ mầm non được tiếp cận với phương pháp STEAM để phát triển toàn diện hơn. Chuyên mục giáo dục và đào tạo của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.